Xin chào thầy các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và hiện giờ mình đang có mặt ở trên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ làm review thực tế hai chai nước hoa rất nổi tiếng của nhà Chanel cho nam. Đó chính là Bleu de Chanel Eau de Toilette, hay gọi là EDT, và Alu Home Sport, cũng EDT. Hãy cùng mình xem cảm nhận của mọi người về hai chai nước hoa này nhé. Đây, anh đang có chai nước hoa Bleu de Chanel này, anh sẽ muốn thử cảm nhận nhá. Nhưng đây là hàng fake hay hàng thật? Hàng thật, anh làm review nước hoa. Em thấy mùi thế nào? Mùi này là được nhẹ. Em thấy nó... À đứng gì vào đây cho nghe tiếng. Em cảm thấy nó thế nào? Em thấy nó bình thường, nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó cũng không bị hắc quá. Nhưng nhiều nước hoa nó mùi nó hắc. Nó dễ sử dụng đúng không? Nếu mà ví dụ cái này thì nếu mà bạn trai thì em có thích bạn trai dùng mùi này không? Có cũng được mà không có cũng được, thì em không dùng nước. Nếu mà chấm điểm thì trong thang điểm 10 thì em liệu anh chấm vào tầm mấy điểm? Như mùi này thì em thấy kiểu con trai nó ít dùng, có mùi này. Em thấy bọn con trai thường dùng mùi hắc hơn ấy. Mùi hắc hơn à? Thế bây giờ anh có bản này nhá. Em so sánh giúp anh nhá. Đấy, mùi này. Em thấy nhiều người dùng rồi. Mùi chai màu bạc này đúng không? Ngoài dùng nó trong thời tiết này thì em sẽ chọn hai chai nào? Em chọn cái chai này hơn vì con trai. Chai Alu này đúng không? Con trai mày hôn nách à? Dùng để át lại mùi cơ thể à? Chọn luôn anh ạ. Trong hai chai này là em sẽ thích chai này đúng không? Vâng. Rồi anh cảm ơn nhá. Cái này nhẹ nhàng thì người nào thơm tho mới dùng được. Rồi anh cảm ơn. Đây. Bạn ngửi xem mùi thế nào. Bạn thấy mùi thế nào? Thơm. Có bị khó chịu hay là bị kiểu nồng quá không? Em nghĩ cái này phù hợp. Nó phù hợp đúng không? Vâng. Tại vì chai đấy là khá là phổ biến cho con trai ấy. Thế bạn thử xem chai này nữa xem bạn thích chai nào hơn nhá. Như chai đầu tiên thôi. Thích chai đầu tiên là hơn đúng không? Bạn chấm chai này hơn. Nhưng mà mùa hè thì bạn nghĩ chai nào hơn? Bạn thấy chắc là chai đầu tiên thôi. Chắc là chai Bleu hơn đúng không? Rồi mình cảm ơn nhá. Dạ. Anh xin cảm nhận chai nước hoa này. Một người cũng được mà. Một cả hai bạn đi được mà, không sao đâu. Nhá, giúp anh cái. Đây anh muốn xin cảm nhận của em về thử chai nước hoa này. Em còn thấy mùi thế nào? Mùi sữa tắm Romano. Giống mùi sữa tắm á? Giống mùi sữa tắm anh ạ. Chai này là khá là hot của các bạn nam luôn. Gần như bạn nam nào cũng có. Em thấy đúng mùi Romano, sữa tắm Romano. Đây thì còn chai này thì anh muốn em so sánh thêm hai bản nào tốt hơn nhá. Em cảm thấy mùi nào nó dễ chịu hơn? Mùi ơi lu này đúng không? Mùi này nếu bác sĩ lên người thì có vị ấy nhỏ. Vị mà nhạt quá, tôi thấy hơi nhạt nhưng mà có vị. Hai chai này là cũng khá là hot của nhà Chanel đấy. Nên là nếu em đánh giá thì em sẽ đánh giá chai này hơn à? Em thì em thích chai nào hơn? Mùi này kiểu nhẹ nhàng kiểu. Nhưng mà nếu mà ấm áp hơn mùi này mà lâu ấy chắc là em nghĩ nếu mà này sẽ bị bay nhanh hơn. Em nghĩ là cái này là bay nhanh hơn đúng không? Nhưng mà nếu mà bây giờ chấm điểm tạm thời vào trong cái thời tiết như này thì em sẽ chọn chai nước hoa nào? Chai này ạ? À? Chai này. Con em chọn chai này à? Rồi anh. Mùi nó khá là nhẹ nhàng. Ừ, anh cảm ơn nhá. Rồi anh cảm ơn. Mọi người, tại vì đây là chai nước hoa của nam nên là nếu mà nữ nhận xét thì nó khá là khách quan. Thì bạn giúp mình nhá. Chỉ ngửi xem cái mùi nào nó dễ chịu hơn thôi. Ngại gì, chị chỉ cần ngửi xong rồi chị nhận xét thôi. Đấy thì bạn cứ ngửi bạn nhận xét thôi mà, có cái gì đâu. Bạn ngửi thử xem mùi đấy nó có ok không. Bạn thấy mùi như thế nào? Nó có bị nồng quá, có bị khó chịu không hay là nó dễ ngửi? Bạn thích mùi đấy à?
Mùi đấy kiểu mùi trong tủ đàn ông như anh nào cũng có. Đấy, em rất là thích mùi. Đấy, bạn ngửi thử mùi này nhá. Xem bạn so sánh xem là hai mùi thì mùi nào nó bạn so sánh xem mùi nào nó thích hơn. À, em thích mùi này. Và nếu mà dùng mùa hè thì cũng nên dùng mùi này à? Tại vì cái này cảm giác nó dễ chịu hơn. Cái này nó kiểu nó nồng và có hơi ngọt ngọt. Nó hơi ngọt. À ok. Bạn sẽ chấm điểm trên này hơn. Rồi mình cảm ơn nhá. Vừa rồi là cảm nhận cá nhân của một số bạn mà mình tham khảo về hai chai nước hoa khá nổi tiếng của nhà Chanel, đó là Bleu de Chanel Eau Toilette và Eau Home Sport. Và tỷ số hiện tại ngày hôm nay đang là tỷ số hòa. Thật khó để chọn ra một chai nước hoa thắng cuộc trong ngày hôm nay. Vậy cảm nhận của các bạn là sao về hai chai nước hoa này? Hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.